Chào các bạn, mình là Jenny đây. Và hôm nay mình sẽ bắt chước mọi thứ em mình làm. Một ngày quá lời bắt chước luôn, ok vào thôi nào. Em là gần 7 giờ thức dậy rồi nên bây giờ mình phải thức dậy theo. Hello. Hai người này nhìn giống nhau vậy? Yeah. Mình đã sắm cái mặt giống y chang luôn nè. Hôm bữa tụi mình đã tạo ra đồ sinh đôi. Tìm đồ vừa cả hai khó muốn chết luôn. Mặc đồ bé 8 đến 10 tuổi có sao đâu phải không? Nên ngắn hơn thôi chứ cũng ok. Là vì bé Mỹ bự hơn bé châu Á. Bây giờ chị Jay nên làm gì? Chị Jay nên làm gì để nhìn giống Evelyn hơn? Do ponytail and the bow. No? Yeah. Anh làm ponytail. Cảm ơn cục tóc cho chị Jenny. Mình để ý là có vài bạn mình bên đây cũng xưng là con đúng không? Là mình cảm giác rất là già. Cảm ơn. Ok, làm đi nè. Chắc mình sẽ bị hói đầu luôn. Ok, done. Trời đất ơi trời. Để mình tự cột cho nó lại. Wow, chị Jenny, you're really good at this. Mình được gọi là pro làm tóc. Ok, all done. Ok. Fail. Oh, nhưng Evelyn để trên đây mà. Gì mà dí dữ vậy? Oh. Vậy mới đúng nè. Yeah. Oh my god, bỏ chung kha. Hi. Có ổn không em? Hi. Và đó thì tụi mình đã nhìn giống y hệt nhau luôn. Chỉ hơi hơi khác chiều cao thôi các bạn. Yeah. Oh. Chứng minh là mình có mặc quần nha các bạn ơi. Yeah. Bắt chước mình luôn. Mình nhúng nhúng và em cũng nhúng nhúng theo luôn. Xong rồi hai chúng mình mang dép. Trời ơi, mang cái dép mà cũng không xong nữa. Ăn gì thế? Nên mình sẽ bắt chước theo và uống cùng cái. You're like a baby. Để coi nó đi thế nào. Apple sauce. Đây là cái gì đâu mà Evelyn đang ngủ ngày luôn. Ngon mà. Ngon hả? Yeah. Try it. It's really yummy. Yeah. Nhám nhão vậy? Hơi bất thường nhưng ok. Sảng khoái không? Sảng khoái đấy mà không phản hồi luôn. Chưa ăn chết rồi. Mình thấy con biết mình ăn cái này suốt luôn chứ hồi nhỏ mình đâu có ăn cái này đâu. Và em làm theo giống mình luôn. Di chuyển qua thức ăn khác đi Evelyn. No, you have to eat this all. Ok. Nó không có ngon lắm. Em thì... Về... Con cá chê. Buổi sáng Evelyn mình thường ăn cái gì? Oil. Do you want it? Cho vào miệng đi. No. Em muốn tiếp tục ăn cái này nên mình sẽ bắt chước theo. Không sao hết, mình đã hút hết. Like em ăn Oreo nên mình bắt chước ăn theo luôn. Sáng ăn Oreo có ổn không Evelyn? No. Healthy không? Yeah. Thông tin hơi bị sai sai. Hồi đó mình cũng mê Oreo lắm nhưng ăn mấy cái này xong là nguyên cái miệng đi xử lý hơi bị nhục luôn á. Để mình coi coi tình hình mình sao. Trời cái răng. Y hệt bị sâu răng. Và răng của em thì đang chuẩn bị dụng răng màu đen luôn rồi các bạn. Oh my god. Ê nhưng thôi em vẫn tiếp tục ăn. Nếu mình bắt chước và ăn tiếp. Nom nom. Trở thành cuộc thi xì muối luôn rồi. Giờ mình sẽ chọc tức em bằng cách bắt chước mọi thứ em làm. Jenny, why are you don't finish? Evelyn, why are you even finish? No. Cười gì không giống lúc nào luôn á. Các bạn thông cảm, thời giọng cao của mình đã hết rồi. Ok, mình sẽ dừng. You can help me go down. Mình không giúp là không có được xuống rồi đấy. You can look like a chopstick. Đúng rồi. I am a big strong. Jenny đã bắt trước không? Dạ. Trời làm gì khó thở luôn á. Blow. Có gì đâu mà blow. Jenny đâu bị số bối đâu. Ok. Bây giờ chơi gì? Chơi vậy hả? Có giác không? Đây quá. Mình không hiểu mình đang làm gì luôn. Yeah, it's just any cross. Ôi. Cười giống y hệt lắm phải không? Vậy đó hả? Chị Jenny muốn đi ở trong cái xe boat với con không? Chị Jenny ngồi lên cái boat là cái gì? Là cái xe boat đó. Cái thuyền. Cái thuyền đó. Chị Jenny ngồi trong cái thuyền đi. Ok, mình sẽ ngồi lên cái thuyền. Ý giời. Everyone. Mình rất còn nhớ cái thời mà mình năng động như vậy luôn. Let's sit here, chị Jenny. Go. Okay, we're here. Không nghĩ mình không biết mình sẽ chơi gì cho ba lần. And find out our video. Okay, goodbye, guys. Bye, chị Jenny. Let's. Okay, Evelyn, bây giờ làm cái gì? Uống sữa. Bây giờ ngồi uống sữa vì chơi quá đã luôn rồi.
duệ. Trò này hồi nhỏ là mình chuyên gia nè. Có thể mình xuống hơi dạ. Ok. Em muốn tốc độ siêu chậm luôn. Gần hết rồi. Mình uống hết. Giờ Evelyn vào đây. Hello. Nên mình sẽ vào theo luôn. Oh, thôi. Gãy lưng. Mình làm gì? Chơi cái này hả trời? Ok. Evelyn xem Baby Shark nên chị Jenny cũng xem Baby Shark luôn. Baby Shark quá là sảng khoái đúng không? Sảng khoái tới nỗi lúc lắc cái chân luôn. Ok. Trời ơi. Không sao, cái bàn chân mình nó lúc lắc nhưng lúc lắc nhẹ hơn thôi. Trời ơi, cái chân nó lúc lắc. Đây là ai? Chị Jenny. Jenny. Giả tạo vừa thôi Jenny. Do you want to watch that like me? Là gì? Và em lại coi nữa. Cá mập 24/7 luôn. Bắt trước và coi theo. Mình rất là ráng hiểu cái này là gì, nhưng chỉ là mình coi hoài mình thấy nó khá là vô dụng thiệt. Và trưa nay tụi mình sẽ ăn mấy cái này. Nhưng em thì có vẻ không có thích ăn cái món này lắm, nên em chỉ như là mặt hơi bị chán đời. Ok, ăn cùng một lúc và nóng. Ngon không? Yeah. Nhưng mình biết trong lòng em vẫn muốn ăn bánh quy. Chứ mấy cái này không có được hứng thú lắm. Mơ lê mi vậy mà không muốn ăn hả? Hello. Bây giờ thôi vậy em xin đôi sẽ mua sắm. Yeah. Hello. Hello. Evelyn ngồi trong đây nhưng mình nghĩ là mình sẽ không có lọt vừa trong đây. Phải không? Chị Jenny lọt vừa không? Lọt cái đó gì? Chỗ Evelyn ngồi chị Jenny vừa không? Ok, em đang động não coi là mình có vừa hay không. Chị Jenny vừa đây. Có chắc không? Yeah. Chị Jenny leo vào không? Ý kiến quá là ngu nhưng ok. Ok, không nên. Chị Jane nên leo vào với Evelyn không? Em không thích đâu. Không thích đâu phải không? No, em không cần biết. Không có biết hả? No. Chắc em không muốn xúi dở em thôi, chuyện này sẽ xảy ra. Yeah, hai chúng mình chắc chắn sẽ xảy ra điều đó luôn. Không nên là đúng rồi. Lát nữa mình và Evelyn sẽ tiệc tùng trong bồn tắm. Thường em làm vậy nên mình sẽ bắt chước theo hôm nay. Nhưng để tắm thì phải cần đồ tắm chứ. Evelyn thích cái này hơn hay là cái này hơn? Cả hai lựa chọn đều quá là xinh. Trời, người ta nói chọn một cái chứ đâu chọn hai cái đâu. Yeah, giải thích nãy giờ mới hiểu. Blue or pink? Pink one. Cái màu hồng hả? Xinh thế. Bây giờ mình ráng tìm sai của mình là vì cái này nó chỉ có kích cỡ em bé thôi. Và mình là một đứa bé hơi bị lớn, 16 tuổi sắp lái xe được rồi. Nhưng cái em bé mình Mỹ cũng khá là lớn nên chắc có thể mình sẽ vừa. Có vẻ ổn chưa? Được không? Cái này dậy đi, cái này Evelyn. Được hả? Ok. Mình rất là lời thử nhưng mình nghĩ nó sẽ vừa mà. Mình thông báo là mình có mặc quần nha. Ok, tiết mục đồ bơi ổn rồi. Bây giờ mình sẽ cho em chọn cái xà bông bọt nè. Chỉ một thứ đi. Và em đã chỉ... Con này hả? Trời ơi, chọn cái chai gì mà nó xết mạnh bạo luôn. Có chắc không? Ừ. Và em đã đam mê cái chai luôn rồi. Quá là xê. Thấy đâu? Thấy lại hả? Có vẻ chơi hơi ngu thiệt. Ok. Evelyn thích ăn cái gì ở đây? Đây chỉ là đồ ăn tự lắp ráp. Ăn khúc chả. Để mình lấy nó ra. Oh. Và mình tạo hai cái, một cái cho em, một cái cho mình, để hai người xin đồ giống nhau phải không? Evelyn thích cái này không? Mới 5 giây trước muốn ăn pizza mà. Chả. Hả? Bó tay thôi, lấy đại ông đi. Oh my god, Evelyn, đây là cái gì? Pizza. Ở ngoài nằm thích cái thôi lắm. Evelyn hồi nhỏ quá. Bỏ lại nha. Để bồi thường thì mình đã tìm thấy cái này. Bây giờ em đang ráng nắm tay người yêu của em. Nhưng tay em hơi ngắn quá. Ok, vẫn tới được. Ok, ổn. Chúng mình đi nha. Mình đẩy đi nhưng em vẫn cần ngắm quá là mê luôn. Tụi mình đã có mặt tại Sita Bờ Bắp và đã gọi nước này xanh lè xanh lét. Em thích không? Đập. Mình uống thấy nó quá là ngon mà. Sao em không thích? Có thể là vì nó xanh bất thường quá nên em sợ hay sao? Ok, lựa chọn thứ hai, cái nước màu hồng đỡ xanh lè hơn. Em thấy đúng không? Dạ. Cái mỏ em sao mà thành hộp cống hút mà nhìn. Ok, được rồi. Và em uống phê tới nỗi mà không có muốn nhả ra luôn. Cuối cùng đi hộp cái áo nè. Ok. Và bây giờ hai chúng mình quá là lãng mạn uống cùng với nhau. Chớ còn sữa. Giống như là cặp đôi hoàn hảo vậy. Mới có 4:30 mặt trời đang lặn rồi và em đã ngủ gật. Mình sẽ bắt chước và ngủ gật theo luôn.
thích một tiệc bóng tắm thôi. Hello. Hello. Thì mình đã mặc cái đồ bơi. Có baby shark tút 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 xịn quá. Ok, bây giờ sẽ mở nước lên và cho cái xì bọt xì lọc này vào. Chỉ cần xịt vào nước vậy thôi và cái này có mùi dưa hấu. Hello guys. Quá là xinh đôi. Yeah. Em còn có tóc giống nữa nè. Và nó đã đầy bọt rồi. Bây giờ đi vào hả? Nhưng mà nóng dữ vậy. Phải đợi cho nó bớt nóng thì em vào là chắc phóng luôn. Và úp đã có bọt rồi. Mình thử thổi để nó không có đi và em bắt trước thổi vào. Ôi trời. Và nước đã hết sôi rồi. Và giờ em có phép nhảy vào. Đầu tiên thì em thò một chân vào. Cẩn thận không thôi té dập mặt em. Và mình đỡ thôi em té dập mặt là khổ lắm luôn á. Đi xuống nha. Wow. Mọt quá trời luôn. Em đang quá là phê luôn. Và chụp hình nữa. Biết tạo dáng quá à. Tình hình bọt nó hơi tèo rồi nên mình phải làm thêm bọt. Không thôi nó sẽ rất là xì chang. Cái mùa hơi bèo. Thấy không ra nhiều hơn rồi nè. Còn thối nữa. Nó sẽ ra thôi. Và con cá mập đã được sấy chuồng. Giật đứng tim em thì. Còn vẫy vẫy cái đuôi nữa. Em phê nữa rồi. Cái này nó vừa bơi vừa vẫy vừa hát. Đó. Trời ơi. Đúng là dịu con nít mà. Mình nghĩ là hình như nó bị sặc bọt rồi nên nó không di chuyển được. Chạy rồi không? Nó ráng chạy nhưng nó không có chạy đi đâu được hết. Ráng làm cho nó ngộp thở nữa ha. Trời em đang ráng làm gì đây trời. Và em đứng dậy là té xong phim luôn đấy ơi. Ngồi lại đi. Không biết là cho con này nó im lặng sao ha. Nó kiểu là nó không có dừng chạy luôn. Xì tóc nó đi. Jenny việt nhạc bán quyền. Tạm thời bỏ ra nè. Thì mình có mấy cái này, cái bath bomb này, Evelyn sẽ lấy cái nhỏ. Ok. Thì mấy cục này thì cho vào bồn tắm thì nó có thể nổ lên tùm tùm ra. 3, 2, 1. Và nó đã bị chìm xuống luôn rồi. Nó là bất lợi. Quá là ám ảnh luôn rồi. Nó còn nguyên si luôn, chứ không có loang loang ra như vậy. Mình nghĩ là nó hết hạn rồi. Ủa, hình như cái này mình đã mua hơn một năm trước. Đây là một cái kèo. Nó bị hư rồi, Evelyn. Em ráng sửa chữa nó nhưng nó không được đâu em. Em lên chơi đủ chưa? Dạ, đủ rồi. Ok. Trời ơi, nói chưa? Đó là cái tiết mục đi tắm với Evelyn. Biết vậy chúng mình làm vậy cho nó vui ha. Hello, thì tụi mình đã bỏ cuộc mặc đồ sinh đôi rồi. Nhưng tối nay tụi mình sẽ làm bánh pizza sinh đôi. Với bộ kit làm pizza hơi bèo nhưng nó cũng ok. Và em nãy giờ không có mở được chút nào luôn. Có mở ra được không? Có ổn không? Có vẻ như không ổn. Thì ở trong đây nó cũng khá là bèo. Có 3 cái đế bánh. Ok. Có cái bịch sốt. Có 2 loại phô mai. Quá là bèo luôn. Nên mình đã sắm thêm mấy cái này để cho lên cho nó có thịt. Yeah. Rặn cho không còn một giọt nè. Bịch nhỏ vậy chứ ra cả đống luôn. Spread it. Chết chết cái sốt cà chua. Mình không có biết cái này nó sẽ ngon hay không. Nhưng nó cũng khá là vui. Rồi hai chúng mình cũng chết chúng nhau. Đó là chữ chữ. Vì em quá là stop luôn nên em đã di chuyển qua bước phô mai trước mình. Quá là phô mai. Evelyn thấy làm cái này có sản khoái cuộc đời không? Dạ. Evelyn biết sản khoái cuộc đời nghĩa là gì không? Là Phật. Rồi cho mấy cái xúc xích siêu mỏng. Em đặt xuống một cách rất là cẩn thận luôn. Mình thì bắt chước giống y hệt em. Và bây giờ mình sẽ thử làm một cái trò khá là sến. Em thì ăn vụng của mình. Đông đông đông. Và đây là... Ok. Thấy tâm cười. Thì hồi nãy mình đã cắt một cái hình trái tim. Khoan, nghĩa chị Jay làm cái này rất là sến cho Evelyn nè. Thì mình vừa cắt thì em vừa ăn vụng. Thấy không? Đau cho nó đỡ phí. Như là một cái máy hút bụi vậy. Có gì hút hết luôn. Và đây là thành phẩm. Chứ là cái gì không? Là cái y. Cho cái gì? Cho tên gì? Evelyn. Sai rồi, cho sến mới có. Thì bỏ cái này lên nó sẽ sến như cái của mình. Letter E for Evelyn đó. Cũng giống nhau thôi mà. Ok. Em bắt chước con tay cái nữa. Đây là cái thành quả sau. Chưa nướng mà sau gì? Trước khi nướng. Yeah. Cái của Evelyn hơi bị hậu độc. Hơi bị messy. Bây giờ mình sẽ cho nó vào đây. Ôi. Ok. Đầu tiên phải đặt cái miếng này vào thì nó chảy lên tùm lum tùm la. Thôi vậy. Thấy không, hên là có miếng đó. Ừ. Cục thứ hai. Chuyển đi. Phải nâng xuống từ từ cẩn thận thôi. Ôi dạ. Và bây giờ mình... Ôi trời, coi coi gì thế. Bây giờ mình sẽ đóng nó lại. Hả? Để tắm nhé. Trời ơi, mới cho vào mà đanh gì. Đang đợi rất là kiên nhẫn mà. Gì mà dí cái mặt sát dữ vậy. Làm cái gì? Mình kiểu là bắt chước em chứ. Mình đang làm gì đó cơ.
Mình nghĩ là nó có vẻ như nó xong rồi. Evelyn thấy sao? Yep. Xong rồi hả? Yep. Hơi bị kẹt. Đợi khoảng. Hay giả bộ như cái này nó ở đây. Whoop. Wow, thấy không? Nhưng mình nghĩ cái của mình nó bị lăn cu đeo. Hai em xuất sức đã ở lại. Chỉ cần định cư nó qua là ổn thôi. Ok. Yeah. Đố cái nào của Evelyn? Vài giây suy nghĩ. Cái nào? Cái này hả? Why you want to have J? J for Jenny. Lê chữ Jenny lừa làm đó. Wow, really carefully, gonna be hot. Và hai chúng mình cạp cùng một lúc. Ooh, this good. Còn giờ ngón tay cái nữa kìa. Em nhìn thấy có ổn không? Nope. Không biết là nói nope hay là được nữa. Nó cũng không giống như là pizza thường nữa. Bao nhiêu trên 10? 10 trên 10? 9 giờ rồi. Hả? Ngắm cái gì vậy chơi? Where? Hả? There at the clock. Nó hot bay cái 10 á. Yeah. Em nhìn cho cái pizza này bao nhiêu trên 10? Và em không hiểu nên em đã đổ chủ đề. Wow, wow. Không, chắc không hiểu. Gì mà nóng dữ vậy? Đau. Tụi mình sẽ sảng khoái cuộc đời và ăn mấy cái này. Ủa, và mình đã ăn xong rồi. Em thì... Trời ơi. Chính tên mũi luôn trời ơi. Rudolph the Red Nose Reindeer. Và tụi mình đã phát hiện ra một vấn đề lớn. Thay đổi. Lần thứ 3 trong ngày. Evelyn đang ngủ rồi. Ok, đó là cái đó. Bye bye các bạn. Nãy giờ có không vậy? Lấy cái quay không?